Thì Salim coi cái này ra đã. Chào các bạn thân mến, hôm trước Salim xem một cái quảng cáo về một cái bộ vest trên mạng. Và Salim rất là thích nó và Salim cũng đang có ý định để đặt hai bộ vest. Nên Salim đã liên hệ với shop bảo là địa chỉ ở đâu, giá cả như thế nào. Thì họ bảo là có thể qua shop của mình để thử đồ và cũng tham khảo. Và đấy, và Salim cũng đã đến cái địa điểm đầu tiên là ở Nguyễn Hữu Huân. Và sau khi Salim đã nói chung là chọn hai bộ vest mà Salim ưng ý và thấy nó rất là đẹp, thì Salim đã rất là bất ngờ về chủ shop đã giảm giá cho Salim 65%. Không phải vì Salim để Salim quảng cáo, sau khi Salim đã nhận được sự nhiệt tình cũng như sự chu đáo của chủ shop, thì Salim cũng thấy là cũng đã xứng đáng để Salim làm một cái video vừa quảng cáo vừa giới thiệu cho các bạn về cái bộ vest đó như thế nào, review cho các bạn về cái sản phẩm. Và hôm nay Salim đến shop khai trương cái shop đó ngay ở, tức là cái địa điểm thứ hai ấy, ở ngay phố Huế, bao nhiêu phố Huế nhỉ? 308 phố Huế. Một cái shop rất là đẹp, rất là hoành tráng. Thực ra bây giờ nó vẫn chưa hoàn thành hết ấy. Đấy, hoàn thiện hết ấy. Trong vài hôm sau thì nếu các bạn nào mà có nhu cầu để may một cái bộ vest thì các bạn có thể đến đây về và tham khảo. Và bây giờ Salim sẽ thử gọi là fitting lần thứ nhất ấy, để xem bộ vest như thế nào, cần chỉnh sửa gì chưa. Đấy, để vài hôm sau để hoàn thiện đấy. Và Salim sẽ quay trở lại một lần nữa để xem cái bộ vest của mình đã như thế nào. Và Salim sẽ chụp một số kiểu ảnh cũng như quay vài kiểu ảnh để các bạn xem nhé. Ok. Thử bộ suit cho Salim. Thì đây trên tay Hoan đang là một bộ suit thử dành cho Salim. Chúng ta sẽ thử chiếc áo và thử chiếc quần. Thì trước tiên Salim thử giúp cái quần nhé. Vâng, để Salim thử quần nhé. Để đâu? Thì Salim coi cái này ra đã. Thôi, mọi người không được xem đâu. Đấy. Quần ok chưa? Ok, để tớ chụp cho mà. Ôi giời, mông trong bút luôn. Đấy, Salim có thể thấy nhá. Đây, để Hoan giới thiệu với Salim một chiếc áo, một chiếc quần đẹp này. Toàn bộ phần thân trước phẳng này. Vâng. Salim thấy không? Vâng. Đũng rất là vừa này, đúng không? Ngồi đằng sau cả thấy đũng vừa đúng không? Mông căng đúng không? Ừ. Đấy, dáng quan trọng cái dáng này. Nhìn này. Dáng từ trên xuống này, nó mướt này, nó tạo thành một đường thẳng này. Đấy, cái phần nói chung là ngon. Ờ đúng rồi. Nói chung là ngon. Đấy. Đấy, ngon. Thế thì bây được. Giờ mời Salim tiếp tục thử sang cái áo. Nói chung là cái bây giờ bộ vest nó vẫn chưa hoàn thành ấy. Đây là cái thử lần đầu tiên thôi. Đấy, vẫn còn một giai đoạn nữa đúng không? Đúng rồi, còn thử một lần nữa. Để đây. Xem bây giờ nó có thứ gì, thiếu gì thì để mày còn chỉnh sửa đúng không? Salim cứ để cái đại Hoan xử lý cho. Đấy. Đấy, cho cái kim. Salim có thể thấy ngay từ chiếc vest thử thôi, Salim đã thấy vừa luôn rồi đúng không? Vừa rồi. Đấy, giày áo nguyên bản của châu Âu là đến tầm này. Thất sang. Ok. Đấy, tầm này là vừa này, Hoan thấy rất vừa đây. Ở đây cà phê không? Ở đây cái gì cũng có, kể cả cà phê. Thì được, cà phê. Ok, thế là một chút nhá. Đây, cà phê của Salim đây. Ôi, cảm ơn anh. Mời cà phê. Đây, khuyến mại tiền công lọc. Đã. Ngon đâu? Ngon. Ok, ở đây cái gì cũng có. Đấy. Cảm ơn mà. Ok. Ok, thế thì bây giờ Hoan sẽ bắt đầu lấy bộ suit và thử đồ cho Salim nhé. Nhất trí. Ok, Salim đang hào hứng cái phần này. Từ nãy đến giờ nó là muốn thử cái bộ suit của mình cái ý nào rồi. Hy vọng hôm nay không cần phải chỉnh sửa. Hoan cũng hy vọng hôm nay là nay cũng đang rất là hào hứng để thử xem nó lên người nó đẹp trai chưa. Đấy. Ok, bản thân Salim cũng đẹp trai rồi. Nếu mà mặc suit của Hoan nữa thì cực kỳ là đẹp trai đấy. Ở Việt Nam có câu là người đẹp vì lụa. Nhưng mà Salim hay nói là một người ảo hay nói một câu là lụa đẹp vì người. Vì người, ok. Rất tuyệt vời. Hoan mời Salim thử trước cho Hoan chiếc áo sơ mi, sau đó sẽ thử đến quần và cuối cùng là thử đến vest. Ok, chắc chắn sẽ không thử ở đây, sẽ thử ở bên trong. Salim ơi. Ơi. Đồ xong chưa? Mặc xong chưa? Đấy, xong rồi đấy. Ok, ra đây để Hoan. Wow. Xem gương như thế nào, soi gương. Salim thấy thế nào? Wow. Lần đầu tiên mặc một bộ đồ của John Taylor thì Salim cảm nhận như thế nào? Ngon.
to là quá ngon luôn. Cảm giác đây, ngon dài hẳn luôn đấy. Một chút. Đấy. Nhưng mà Salim phải giảm mỡ bụng. Đúng rồi. Thì nó mới chuẩn. Dạo này hơi béo. Hơi béo. Hơi to. Tại vì dịch dã như thế thì là không đi tập được ấy. Đấy. Ở đây cái chất liệu sơ mi mà Hoan sử dụng cho Salim là chất liệu vải bam siêu 50% sợi tre nhập khẩu từ Nhật Bản. Có chút co giãn nên Salim có thể thấy bạn dáng rất ôm và cử động rất thoải mái đúng không? Đúng rồi. Okay. Rất dễ chịu luôn. Quần thì thực sự là hôm nay rất đẹp luôn. Hoan chọn được cái đường cong mông cũng như là cái góc dáng của Salim. Bây giờ thì Hoan sẽ thử sang chiếc áo jacket của một suit của Salim nhé. Đây, mời Salim. Thực sự thì Hoan đã thử đồ và may đồ cho rất nhiều các anh chị có một vóc dáng, nhưng mà đúng thực sự là Salim mặc có một cái sự gì đấy nó đẹp một cách gần như là hoàn hảo cho bộ suit này. Người mẫu của khác mà. Đúng rồi. À, quên mất, đúng rồi, Salim là người mẫu đúng không? Quá đẹp trai luôn. Và bây giờ thì cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Hoan sẽ có một món quà. Em thật sự cảm thấy rất là vui tại vì em cũng đã từng may vài chỗ rồi. Ok. Đấy. Về cái chất lượng vải, hai là cái cách may cho nó ôm và nó cảm giác kiểu đúng người của mình ý. Đúng rồi, thì mặc nó rất là thoải mái và rất là tự tin đấy. Đấy. Mà hơn nữa là rất đẹp trai. Đấy. Cái đặc điểm của bộ suit của nhà Hoan ấy, nó là cái phần Salim có thể thấy đây, phần eo đánh rất là sát này, mà đằng trước không hề bị gãy này. Đấy, Salim có thể thấy đây. Rất là phẳng ở phần đằng trước này. Đấy, Salim nhìn vào gương. Đấy thì ngày hôm nay Salim đến đây thử đồ. Hoan cũng đã chuẩn bị một món quà rất là đặc biệt. Đâu? Một món quà mà Hoan đã nghiên cứu rất là kỹ. Bởi vì Hoan biết Salim rất thích quà. Đúng rồi. Salim là một người của văn hóa Ả Rập. Vâng. Nên Hoan chọn món quà này mang đúng ngôn ngữ của đất nước Ả Rập dành tặng đến Salim. Đó là cái gì? Đây, một bí mật. Đây, xin mời Salim. Nghe hấp dẫn quá. Món quà này chính là chiếc cà vạt. Wow. Đây, những chiếc cà vạt được làm từ lụa, có những cái đường nét thiết kế theo văn hóa Ả Rập rất phù hợp với Salim. Rất là đẹp luôn ấy. Đấy thì Salim phải chọn cái này thì mới hợp với vest. Ok, đúng luôn. Thì Hoan cũng nghĩ đến chiếc cà vạt này. Nó sẽ rất là hợp với bộ suit mà Salim đang mặc trên người. Thì thắt luôn. Ok, ok. Đẹp. Ok. Nếu như là có một cô gái xinh đẹp mà thắt cà vạt cho Salim thì sẽ sướng hơn. Không, vui hơn. Các cô gái thắt không đẹp được bằng các quý anh đâu. Nhưng mà Salim sẽ thích hơn. Không đẹp nhưng mà là sẽ sướng. Thắt xong thì các cô sẽ thích hơn. Cổ vừa luôn đúng không? Cổ phải, phải hạ xuống. Hơi bị cao lên. Đấy, các bạn thấy chưa? Đẹp chưa? Thắt cà vạt xong thì khác hẳn luôn ấy. Đấy. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Chiếc cà vạt rất phù hợp với lại cái ở cái bản chất cái cà vạt này là cái nền của nó là màu xám gần với màu sơ mi trắng. Và cái họa tiết của nó lại màu ghi trùng với màu của bộ suit. Thì đây là cái cà vạt mà Hoan tìm kiếm rất là kỹ đặc biệt để mà tặng riêng cho Salim. Cảm ơn anh rất là trang phục thực sự là hoàn hảo. Hoan cũng rất là vui và rất là hạnh phúc. Cảm ơn Salim. Cảm ơn Salim đã cho Hoan được cơ hội phục vụ Salim. Đấy, và rất là vinh dự. Ok, được gọi là hợp tác cũng như là được là khách hàng của Hoàn. Okay. Thực sự thì mọi người có thể là đang xem cái video này cũng nghĩ là đây tôi là đang quảng cáo, nhưng mà thực sự là không, tôi đã xem quảng cáo trên mạng rồi và tôi đã ứng với cái bộ vest ở trên trên trang Facebook của Hoàn ấy. Sau đó thì Salim đã liên hệ và thấy địa chỉ ở đâu các thứ, Salim đến và xem cái chất liệu vải, rồi lại xem cái cách thiết kế của họ, giá cũng rất là hợp lý, nên Salim đã đặt hai bộ. Bây giờ mới thử đúng rồi, chúng ta bộ thử một còn thì một nữa. Bây giờ là bộ thứ hai thôi. Đấy, đây là bộ đầu tiên và nó rất là hoàn hảo, rất là đẹp. Thực sự đó là một cái duyên mà trong văn hóa của người Việt Nam nó gọi là cái duyên. Cái duyên đấy, nó gọi là cái duyên. Duyên đã giúp Salim gặp đến Hoan và Hoan gặp Salim thực sự là như những người bạn. Thì ngày hôm nay đây là bộ suit đầu tiên, thì kính mời các quý anh quý vị chúng ta cùng xem bộ suit thứ hai
với một màu sắc thứ hai thì Salim sẽ mặc thế nào? Màu rất là các bạn thấy không? Đẹp chưa? Tuyệt vời.